Thì bọn em sẽ đi xung quanh và support Đi từng lại hệ thì từng từng cũng sang một. Nhưng hôm quay nay thì đấy. vẫn học về chiến lược, ngày mai thì sẽ đi vào phần marketing đấy. Và trước khi bắt đầu thì các anh chị sẽ giao lưu và giới thiệu với nhau. Ở đây cũng là nhằm mục đích là cá nhân em cũng biết rằng là anh chị làm trong lĩnh vực gì, sản phẩm là gì và cái thế mạnh các anh chị là gì, thì quá trình chúng ta học nó sẽ đi sâu vào từng sản phẩm của từng doanh nghiệp luôn. Ở đây cũng chỉ có 5 nhóm thôi, 5 sản phẩm tất cả đó. Thì bắt đầu từ chị trước đi ạ. Chúng ta sẽ giới thiệu là về giới thiệu cơ bản này, về thông tin cá nhân của mình, sau đó thì là cái sản phẩm của chị, các anh chị, rồi website nếu như các chị đã có. Thế và có một cái điều quan trọng nữa đó là các chị sẽ nêu ra trong cái phần giới thiệu của mình, mỗi người sẽ có khoảng 2 phút, thì sẽ nêu ra thứ nhất là ba cái sản phẩm mũi nhọn mà mình muốn tập trung vào. Các chị đều có sản phẩm hết rồi đúng không ạ? Em vừa đi qua một vòng thì đều là các chị đã có sản phẩm hết rồi. Thì chúng ta cần có biết được là sản phẩm mũi nhọn của mình là gì, và thứ hai nữa là cái sản phẩm đấy nó giải quyết được vấn đề gì cho thị trường, hay nói đúng hơn là nó tập trung vào cái phân khúc thị trường nào cũng được đó. Thì trong phần giới thiệu của trong 2 phút các anh chị cố gắng là ngắn gọn được trong mấy cái nội dung như vậy. Có lẽ bắt đầu từ chị trước đi ạ. Có thể đứng lên không ạ? Tùy tự thoải mái thì cứ ngồi lại được. Đứng lên quay xuống cho mọi người nhìn được không? Em xin lỗi là mọi người ạ. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Thúy Hà. Để cái sản phẩm của em đang kinh doanh thì là sữa Hero Baby. Nó là sản phẩm nhập khẩu nguyên non tại thị trường vào thị trường, và hiện tại bây giờ thì em đang đang có mới có một cái trang để giới thiệu về sản phẩm, tức là nó là trang bán hàng. Chủ yếu thì thực ra là bởi vì là cái sản phẩm của em thì lại không được phép quảng cáo tại thị trường Việt Nam, bởi theo pháp luật quy định là không được phép quảng cáo cho sữa cho bé từ 1 đến 3 tuổi, mà em lại nằm trong cái khung đó. Nên là cái mong muốn của em là khi mà lập cái trang hellobaby.vn thì website thì mong muốn là quảng bá được sản phẩm để cho người tiêu dùng biết cái tính năng của sản phẩm. Vì thực ra là sản phẩm của em là sản phẩm nguyên non, mà mọi người cũng biết là sản phẩm xuất phát từ châu Âu thì nó cứ trải qua một cái quy trình rất là nghiêm ngặt đấy, và khi về Việt Nam thì cũng qua rất nhiều công đoạn thì sản phẩm mới về được Việt Nam. Thì dòng sản phẩm của bên em là có sữa dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi và bột ăn dặm dành cho trẻ từ 4 tháng tuổi trở lên. Và đây thực ra là nó là sản phẩm mũi nhọn của em, còn mong muốn của em tới đây thì em sẽ xây một cái website là mẹ thông thái, siêu thị mẹ thông thái, chủ yếu tập trung về cũng sữa và bỉm cho các phục vụ đối tượng phục vụ là mẹ và bé. Và em xin hết ạ. Nào, cảm ơn chị. Thắng. Herobaby.vn đúng không chị? Đúng rồi. Vâng. Đây là Phương, công ty điện đặc biệt, thì kinh doanh về thiết bị điện cho công nghiệp. Về sản phẩm thì chủ yếu là cái thiết bị điều khiển, bị cung cấp công nguồn điện cho cái tải. Mong muốn là website là đặc biệt electric.com, mong muốn ta xây dựng cái hệ thống internet marketing. Cái này là mình chỉ làm website là làm cái 11 nhưng ít update chỉnh sửa như là để nguyên. Xin lỗi. Cấp nguồn máy công nghiệp. Anh có thể nói thêm một vài thông tin nữa về cái sản phẩm bên anh không? Phần thì nó khá là đa dạng, như phần là automat, automat, máy cắt, tiền tần, để động máy. Và thiết bị đấy thì nếu mọi người là không chuyên môn thì cũng khó hiểu. Đúng rồi, là chuyên môn. Xong rồi anh. Ok, cảm ơn anh. Chào cả nhà, tôi tên là Nguyễn, đầy đủ là Nguyễn Kim Phúc. Hiện nay tôi đang sống và làm việc ở bên Sơn Gia Lâm. Hiện nay thì tôi đang kinh doanh cái sản phẩm tên nó lên sâu đấy. Đó, sản phẩm này thì là nó nhập trực tiếp từ Mỹ. Đó, thì sản phẩm này đó thì nó là dạng gel, rất là dễ uống. Đó, thì còn về tác dụng của nó ấy, vâng, thì nó sẽ dùng từ trẻ con cho bụng mẹ cho đến người cao tuổi, có thị trường nó rất là rộng. Đó, và đây là tên đầy đủ của nó là axit béo thiết yếu, nó gọi là axit béo thiết yếu tiêu học. Thì cái này thì là tác dụng chính của nó là nó làm
chống oxy hóa rất là mạnh. Đấy, đồng thời là cung cấp thức ăn cho não, đặc biệt là trẻ con. Trẻ con mà dùng cái này thì rất là rẻ, rất là thông minh, học rất là giỏi. Đấy, và đồng thời là cái này thì có khả năng kháng viêm rất là cao. Đấy, ví dụ chẳng hạn như mình bị ốm đau, bị sốt thì tất cả hay bị đi ngoài uống này thì là nó sẽ hết luôn. Chỉ uống 2 hoặc 3 gói là sẽ hết ngay. Đó, trẻ con mà bị ốm này, sốt này hay là bị đi ở này, cái thứ thì cho các cháu uống là có thể hay kháng sinh. Và cái này nó chiết xuất từ hạt. Thứ hạt từ hạt nho, hạt mâm xôi và hạt thịt lợn đen. Đó, cái này mình trực tiếp của Mỹ. Thì hiện nay tôi đã làm trên trang của tôi là tên là cái trang này là trang chuyên một dinh dưỡng về hạt, tức là hiện nay là xu thế của thế kỷ 21 là dinh dưỡng về hạt, dinh dưỡng sạch. Do vậy tôi dùng này rất tốt cho các bạn cái trang này. Thì mong muốn của tôi là muốn bán cái này sẽ online và mọi người có thể biết được cái sản phẩm này sử dụng. Thì hiện nay mới lập được cái trang nó gọi là trang nguyễnvũ.com thôi, thì còn có 2 trang dẫn đường hiện nay là chưa hoàn chỉnh. Hôm nay mình đến học để nhờ các anh chị giao lưu cũng như học hỏi anh chị. Cảm ơn mọi người. Anh Phương tên đầy đủ là gì anh nhỉ? Nguyễn Thanh Phương ạ. Mô hình của anh Phúc có áp dụng MLM không? Có. Có luôn. Bán trực tiếp. Dạ. Làm thương hiệu cá nhân là chuẩn rồi. Rồi, tiếp theo đi ạ. Chị. Xin chào các anh các chị. Em tên là Vân, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Vân. Em là có một cái trung tâm dạy năng khiếu cho trẻ em, dạy các bộ môn đàn, piano, guitar, violon. Thì cái mong muốn của em là trong năm nay thì em cũng sẽ kinh doanh thêm về nhạc cụ bên cạnh cái lĩnh vực đào tạo. Và em cũng rất là muốn được một chương trình hỗ trợ để em có thể thiết lập một cái hệ thống marketing online hiệu quả trong cái công việc đào tạo cũng như là kinh doanh làm. Và cảm ơn các anh chị. Như vậy là sản phẩm của chị là sản phẩm về đào tạo về chơi nhạc đúng không ạ? Vâng. Bán kèm là nhạc cụ. Vâng. Nhạc cụ gì đấy chị? Có nhiều thể loại lắm. Piano, guitar. Rồi, cái này là membership size rồi. Chị Vân đã triển khai khoa học có các khoa học mà quay cái dạng video không? Mình có định hướng làm như vậy không ạ? Em thì giờ chưa, mình cứ đăng lên YouTube một số các video mình học video có một cái kênh riêng. Cho em xem đề mục nhanh cái này. YouTube gì ạ? Sớt gì bây giờ chị? Dạ, sớt gì để ra bây giờ? Có website. Em vào ví dụ anh vào cái lớp học nhảy dance sport đi. Học nhảy dance sport, trang gì đấy ạ? Để trên YouTube ạ. Cái sân trên YouTube đúng không ạ? Nếu không thì anh vào cái trang mayhomclub.com.vn ạ. Hay vào luôn cái trang web của chị. Mayhomclub.com.vn hoặc mayhomclub.com.vn. Sao website chẳng thấy liên quan gì đến nhạc này? À đây. Cái hình thứ nhất là chắc là con là chị à? Học viên ạ. Học viên ạ. Em đang thu nhỏ hình này, chưa đang sửa. Học viên là... Hình ảnh chưa hợp lý. Hình ảnh chưa hợp lý. Rồi. Xem nào. Và còn cô chú thôi. Cô thôi, chú thôi.
chào anh chị. Cảm ơn anh Tuấn đã tạo cho doanh nghiệp tư tưởng hôm nay ở đây hầu như toàn chủ doanh nghiệp. Cái ngành nghề của tôi là giải pháp ngôn ngữ, tức là đem đến giải pháp ngôn ngữ cho cộng đồng để làm sao là hòa nhập với trong thế giới trong thời kỳ toàn cầu hóa. Thì cái tôi là có ba mảng dịch vụ chính, đấy là dịch thuật chuyên nghiệp đa ngành đa ngữ, thứ hai là đào tạo tôi đấy có đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài và đào tạo biên phiên dịch. Thì thị trường dịch thuật của chúng tôi và riêng thị trường dịch thuật của tôi rất lớn ở Việt Nam thì cũng rất là rộng, và thị trường Việt Nam thì hiện nay bây giờ cái dịch thuật nó đang bị làm loãng và nó cạnh tranh nhau và dìm nhau, giá rất là rẻ luôn và cái chất lượng thì cũng không có ai đo lường được. Và tôi về cái thị trường trong nước tôi vẫn hướng tới, nhưng đồng thời tôi bên cạnh đấy tôi hướng tới thị trường quốc tế. Về thị trường quốc tế thì riêng cái mảng dịch thuật thì giá cả nó rất cao và như đòi hỏi là cái chất lượng cũng không phải là kém, và tôi sẽ hướng tới những cộng tác viên ở nước ngoài nữa để hướng vào thị trường nước ngoài. Và cái tiếng đào tạo của tôi thì hướng vào là đào tạo của các cơ quan, ví dụ như là tiếng Việt thì đào tạo của các cơ quan như Bộ Ngoại giao rồi là những cơ quan của chính phủ, họ có các đoàn nước ngoài họ đi vào Việt Nam họ có nhu cầu, tức là người ta sẽ cấp cho kinh phí để những cái đoàn đấy người ta có thể học tiếng Việt tại Việt Nam. Và cái thứ hai đào tạo thứ hai là biên phiên dịch, thì trong tất cả các cơ quan bây giờ hầu như cái học sinh ra trường ấy, học ngôn ngữ chỉ đáp ứng khoảng 20% là có thể đáp ứng công việc như dịch thuật và phiên dịch. Nếu dịch thuật thì tính khoảng 20% đối tượng người ta có thể làm được việc, còn khoảng 5% là có thể phiên dịch được. Cho nên chính vì thế mà khi mà vào các cơ quan để mà tuyển và làm cho các cơ quan nước ngoài thì đòi hỏi cái trình độ họ phải đảm bảo cái trình độ dịch thuật và phiên dịch. Đấy thì những cái đối tượng đấy thì họ sẽ có những cái, tức là những người đang chuẩn bị vào các cơ quan của nước ngoài thì họ cũng cần phải nâng cao về trình độ dịch thuật và phiên dịch. Đồng thời có cái cơ quan mà khi mà nhân viên vào làm rồi cũng không đủ đáp ứng cái nhu cầu của công việc, đòi hỏi về dịch thuật, khi mà có hợp đồng có dự án thì họ cũng cho nhân viên họ đi học. Đấy thì tôi nhắm vào đối tượng cơ quan. Thì hiện nay thì cái trang web của tôi thì thực ra nó cũng chưa đem lại cái gì, và trong một năm vừa rồi thì nó cũng cứ lủng cà lủng củng, vẫn chưa biết SEO, chưa biết làm thế nào để cho nó ổn. Vậy thì tôi biết là marketing bây giờ thì phải làm nó làm sao cái trang web đạt được cái mục đích là quảng bá cho khách hàng. Kết thúc anh Tuấn một vài buổi thì cũng mong muốn là được cái là website của mình được có hiệu quả này và tiếp cận với khách hàng cũng dễ dàng, và người ta comment với khách hàng trang web thì nhiều hơn. Đồng thời bên cạnh đấy thì mong muốn anh Tuấn là giúp tôi xây dựng cái hệ thống. Thì tôi đầu tiên tôi cũng làm cái trang web về dịch thuật bao gồm cả cái tiếng đào tạo, sau đấy tôi sẽ tách ra cả cái trang tiếng Việt riêng, trang đào tạo biên phiên dịch riêng. Nhờ anh Tuấn giúp tôi là làm hệ thống tự động. Hệ thống của tôi là như vậy. Cô Hằng ơi, cái biên phiên dịch cô muốn tách ra là một website riêng, tại sao lại như vậy ạ? Cô nghĩ là nên làm cho cái gì cho nó chuyên nghiệp một chút, độc lập người ta vào người ta ấy luôn. Thì cô nghĩ thế có được không? Thì trước mắt bây giờ là cô cũng vẫn thì làm chung nó vào như hiện tại. Nhưng sau về tương lai là mình tách ra mấy trang web với nhau, thế thì mình link nhau với nhau thì thế mình còn hệ thống này có phải không? Đấy không? À, thì năng nữa thì sẽ đi vào chi tiết ạ. Và cảm ơn cô ạ. Chị Vân, trang web là gì? Hồng Vân Club hay cái gì nhỉ? Mây Hồng Club. Mây Hồng Club. Đại Việt Electric đúng không anh? Đại Việt. Đại Việt gì ạ?
Đại Việt gạch giữa này. Đấy, đây đúng không ạ? Cái này chỉ áp lực một số. Đúng cái này rồi đúng không ạ? Vậy thì cả năm anh chị, sáu anh chị đều có một điểm chung, đều có website, nhưng website này chắc là chưa thực sự đem lại kết quả gì cả. Riêng của cô Hằng thì cái website này thì đã chạy được nhiều năm rồi và trước đây nó cũng hiệu quả, nhưng mà 3 năm trở lại đây thì qua trao đổi với cô thì 3 năm trở lại đây thì bị cái sự cạnh tranh mà khiến cho gần như là website nó trở thành là không cạnh tranh được với các đối thủ khác. Thì nó cũng xuất phát từ một cái lý do rất đơn giản thôi, đó là chúng ta khi đã có một cái công việc và chúng ta đã làm nó ra là kết quả ổn định trong vài năm, chúng ta nghĩ là như vậy là tốt. Nhưng nhờ có công nghệ ngày nay thì mọi thứ nó thay đổi quá nhanh. Ngay cả bản thân công ty em cũng như vậy, trong một năm vừa rồi nó quá nhiều thứ thay đổi. Mình làm công nghệ nhưng mình càng làm mình càng thấy rằng là công nghệ nó thay đổi còn nhanh hơn cả cái tốc độ mình làm. Đấy thì nhưng mà cái cơ bản là trong em làm về gọi marketing online thì cũng khoảng hơn 10 năm. Chính xác bây giờ là 13 năm rồi. Thì trong suốt thời gian 13 năm đó thì cũng làm có rất nhiều việc khác nhau. Nhưng có một điều kỳ lạ đó là trong vòng 6 năm trở lại đây thì em vẫn chỉ áp dụng một công thức duy nhất thôi. Nó có thể là nhiều lĩnh vực, ở nhiều mảng. Và cái mảng chính em tham gia nó ở nước ngoài chứ không kinh doanh ở Việt Nam. Những cái mảng mà em làm online đều ở thị trường nước ngoài. Có riêng cái iBook Blog này là cái sản phẩm đầu tiên mà em setup để chạy mô hình ở Việt Nam trước. Thì mặc dù là các lĩnh vực khác nhau, sản phẩm khác nhau nhưng mà nó đều có một cái công thức chung. Nó cũng có 5 bước và hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ 5 cái bước này với các anh chị. Bởi vì thực ra các anh chị đều đã có một cái công việc kinh doanh sẵn rồi trước khi đến cái buổi này, và các anh chị đã có website sẵn rồi. Thế nhưng có lẽ là chúng ta nó sẽ đều bắt đầu ở một cái điểm giống nhau, đó là có phải là các anh chị sẽ bắt đầu bằng cách là chúng ta ở trong một chuyên môn này, hoặc chúng ta có một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, sau chúng ta tìm cách bán nó trước, đúng không ạ? Ví dụ như là anh làm về lĩnh vực điện thì có phải là anh có chuyên môn gì đó về điện trước đấy không? Đúng không ạ? Còn anh thì làm về chuyên về sale rồi, đúng không ạ? Và chúng ta với anh thì anh đến ngày hôm nay đến đây và đã có sẵn một sản phẩm, nhưng sản phẩm đó là anh đã, tức là câu chuyện nó như này này, là anh tìm ra được một sản phẩm tốt và sau đó chúng ta tìm cách bán nó, đúng không ạ? Và hầu hết mọi người đã bắt đầu kinh doanh từ một cái hướng là như vậy, tức là nhìn thấy một sản phẩm tốt ở đâu đó, hoặc chúng ta có kinh nghiệm, có chuyên môn ở cái lĩnh vực đó, sau đó chúng ta mới tìm cách bán cái sản phẩm đấy. Thế nhưng mà khi mà em bắt đầu thì nó lại ngược lại với các anh chị, và có lẽ nó là một trong những yếu tố mà then chốt trong việc mà giúp cho em cảm thấy rằng là cái cuộc sống của em nó nhàn hơn so với mọi người. Tức là gì ạ? Cái cuộc sống nhàn hơn không có nghĩa là đích đến người nhiều người, nhưng với cá nhân em thấy rằng là em có thể là làm ở bất kỳ đâu em muốn, làm với ai em muốn và làm cái gì mà mình muốn, tức mình không có bị bó buộc vào bất kỳ một cái điều gì cả. Bởi vì có lẽ do một cái sự lựa chọn nó khác thôi, đó là không chọn từ việc là mình bán cái gì trước, mà mình chọn cái việc là mình bán cho ai trước. Tức là em biết rằng là em cần phải bán cái, em nhìn thấy có một vấn đề của thị trường. Ví dụ như khi em làm ở thị trường Mỹ thì em nhìn thấy cái vấn đề là ở thị trường Mỹ họ, cái đối tượng thanh niên ở khu vực Mỹ và châu Âu là họ có một cái sự cô đơn, mặc dù là họ sống giữa một cái nơi gọi là rất là nhộn nhịp, nhưng mà họ có cái sự cô đơn của riêng họ. Và khi họ cô đơn thì họ tìm đến những cái người bạn, không phải là con người mà là những con thú. Ở nước ngoài thanh niên họ rất là yêu chuộng thú, và khi họ nuôi những con, ví dụ như nuôi chó chẳng hạn hoặc nuôi mèo, thì cái vấn đề nó xảy ra là họ không biết cách làm sao để huấn luyện và nuôi cho bọn nó, cho nó làm những cái, tức là không ít bừa trong nhà thôi, cũng là một cái việc mà đau đầu cho những người nuôi con, những con thú như vậy. Thì khi mà phát hiện ra một cái vấn đề, một khoảng trống thị trường, thì lúc đó em mới đi tìm một cái sản phẩm để lấp đầy khoảng trống đấy. Thay vì là nếu mà ở đứng góc độ bây giờ, giả sử như em là một người huấn luyện chó chẳng hạn, em làm ra sản phẩm đó, sau đó em tìm cách bán nó trên thị trường đó, thì thông qua những việc mà làm trong 6 năm vừa rồi đều có một điểm chung, đó là tìm ra vấn đề thị trường trước, sau đó mới tìm sản phẩm. Và nó khiến cho em đi rất là ngắn, cái quãng đường mà để tạo ra cái kết quả nó ngắn hơn nhiều so với việc bây giờ chúng ta nhìn thấy một website, sau đó chúng ta tìm cách promote website đó lên, sau đó làm sao để sell website đấy. Tức là chúng ta bị gắn mình vào một cái sản phẩm, sau đó chúng ta tìm cách bán nó.
thì cái công thức mà năm bước nó cũng không gọi là công thức được, bởi vì nó đã lần nào em bắt đầu em cũng đều kiểm tra xem là mình có đang làm đúng những điều này hay không, thì có thể gọi nó là thành công thức được. Nó có 5 bước như này. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ phải tìm, nó gọi là market, chúng ta phải tìm ra thị trường. Nội dung ngày hôm nay trong hai ngày thì nó có hai phần. Thứ nhất là về mặt chiến lược, em bởi vì mang tính ứng dụng cao thì em cũng muốn nói luôn là những cái gạch đầu dòng đấy em sẽ cố gắng là nói ngắn gọn thôi, không nói nhiều về mặt thậm chí là lý thuyết hay là các bước, em cũng cố gắng rút ngắn lại thay vì những bước như lần trước em hướng dẫn ở những nơi khác. Mà thay vì đó là chúng ta đến từng bước, cách làm như này, chúng ta có hai ngày với nhau. Thì ngày thứ nhất là chúng ta học về chiến lược, ngày thứ hai chúng ta sẽ học về marketing và ứng dụng marketing. Thì để hoàn thành được cái ngày thứ nhất này thì cái cách em chia sẻ nó sẽ có như này. Đầu tiên là chúng ta sẽ biết là tại sao chúng ta phải làm điều đó, tức là why. Cái điều này cũng là thuộc về cái việc khi các chị muốn ai đó làm điều gì, kể cả là trong cái việc thuyết phục hoặc là đặc biệt là trên internet, thì trả lời câu hỏi là why trước. Tại sao? Thì ví dụ như là ở trong cái công thức 5 bước này, thì đầu tiên nó là tại sao các chị lại lên dùng công thức 5 bước này đó. Rồi sau đó là What là cái gì? Thì trong với công thức 5 bước thì em cũng nói luôn là nó có 1, 2, 3, 4, 5. Đấy là cái gì? Là cái đầu dòng này nó bao gồm cái gì? Rồi sau đó đến là What if? Là nếu không dùng điều này thì sao? Nếu không? Thì điều gì xảy ra? Và cuối cùng là how? Công thức này nó áp dụng cho việc các anh chị giới thiệu về một cái mô hình, một cái sản phẩm, và cũng áp dụng cho việc quá trình các anh chị viết một cái content. Bởi vì chúng ta làm internet, làm marketing online, hệ thống online thì không thể thiếu content được. Nó là chính là huyết mạch của hệ thống chúng ta truyền thông ra, đúng không? Thì trong cái content đó chúng ta cũng áp dụng luôn công thức này. Là đầu tiên là ví dụ như em lấy ví dụ luôn là tại sao phải sử dụng ví dụ như là sữa ngon dành cho em bé, chị sử dụng sữa đúng không? Ví dụ như vậy là tại sao phải dùng sữa ngon để giải thích cho à, phải nói cho em biết là tại sao phải dùng điều đó trước, vì nó tạo ra sự tò mò đúng không? Rồi để làm điều đó thì nó bao gồm những cái gì? Thế sữa ngon thì chúng ta bắt đầu nói ra là có những cái chủng loại nhóm như thế nào. Rồi tiếp theo nữa là nếu mà không dùng cái sữa ngon đó thì con bạn sẽ làm sao? Bởi vì cái sữa lon nó là cái nguồn quý giá nhất lúc mà mới sinh, những bà mẹ mới sinh ra trong bao nhiêu ngày đó thì mới có sữa lon, đúng không? Và nếu như qua cái thời gian đó thì là những cái nguồn sữa phía sau đó nó không còn tốt như lúc trước nữa. Đấy, tức là nếu mà không tận dụng được cái khoảng thời gian đó, hoặc là nếu không có được cái sữa lon thì đứa trẻ sẽ như thế nào? Tức là what if nếu không, đúng không? Rồi sử dụng sữa lon đây thì là như thế nào? Ở đây nó là giải pháp này. Bây giờ là có chiết xuất các thứ đấy. Không, tức là làm thế nào để có được cái điều kiện cái kết quả mà ở trong cái quan nó nói lúc trước. Lấy một cái ví dụ đơn giản nhanh như vậy thôi ở trong phần đó xem. Tức là cái công thức 4 bước là bước 1 là chúng ta phải là nói với khách hàng biết là tại sao họ phải làm điều này, tại sao phải họ lắng nghe điều này, tại sao họ phải quan tâm đến cái lĩnh vực cái chị mà bán hàng ở bước 4. Rồi một là why, hai là what này. Rồi chúng ta lựa chọn có hai phương án, một hai và bốn, hoặc là một hai và ba. Có hai công thức 1, 2, 4 hoặc là 1, 2, 3. Vậy quay lại với cái điều này. Rồi, thực ra vừa rồi em cũng đã nói một phần ở cái từ why rồi. Đó là khi mà em nói ngắn gọn ở cái chuyện là trong 6 năm đúng không ạ? Em đã thử qua nhiều việc khác nhau nhưng đều áp dụng chung một công thức. Và cái công thức đấy nó giúp cho em đi nhanh hơn. Đấy là em đã nói luôn với các anh chị tại sao rồi đúng không ạ? Bởi vì các anh chị đều có website, các anh chị đều đã làm rồi.
nhưng mà nó lại chưa đem lại hiệu quả. Thì khi mà em nói cái việc là em cái công thức đó nó giúp cho em đi nhanh hơn thì có phải là khiến các chị quan tâm đúng không? Cái yếu tố mà khiến cho khách hàng quan tâm ở cái trong cái bước là một là why, rồi thứ hai là what. Thì bây giờ em bắt đầu làm đấy, what là sẽ nói ra là à 1, 2, 3, 4, 5, tức là nó bao gồm những cái gì một cách tổng quát. Thứ nhất là market, thứ hai là product, bước hai mới là tìm product, bước ba là tìm ra message, bốn hay là story, và bước năm là optimize. Và checking. Chúng ta có 5 bước này. Bước 1 là tìm ra thị trường. Rồi sau đó chúng ta mới tìm sản phẩm để đáp ứng được cái khoảng trống của thị trường. Sau khi có sản phẩm, cái điều này nó quan trọng hơn nữa, đó là để chúng ta phải có được cái thông điệp. Thông điệp. Rồi nó là câu chuyện. Câu chuyện để bán hàng. Và bước thứ năm đó là tối ưu hóa và gọi là cái từ checking em cũng chẳng biết nó tiếng Việt nghĩa nó là gì nữa. Nhưng đại ý nó là gì ạ? Chúng ta phải luôn luôn kiểm soát, luôn luôn phải theo dõi cái hiệu quả. Kiểm soát được cái đó, đây là tối ưu hóa. Đo lường, tối ưu hóa và đo lường. Đo lường có lẽ nó sẽ xác hơn. Đo lường. Online marketing nó chỉ có lo cái phần này thôi ạ. Và 5 điều này người chủ doanh nghiệp đều phải làm. Những cái này các chị không thể thuê và cũng không thể pass sale ra bên ngoài được. Các chị có thể thuê làm web, có thể thuê viết content, có thể thuê thậm chí thuê cả chạy quảng cáo. Nhưng 5 điều này thì các chị không thể thuê được. Chúng ta phải biết nó là cái gì, chúng ta phải hiểu cặn kẽ từng phần. Đó, thì đầu tiên lúc em có nói đó là cái cách mà khi em bắt đầu thì thường em không bắt đầu từ sản phẩm trước, mà em bắt đầu từ việc là em tìm ra vấn đề của thị trường trước, sau đó mới đi tìm sản phẩm. Thế thì bằng cách là tìm ra thị trường rồi mới tìm sản phẩm thì nó giúp cho em được 3 việc. Cái việc thứ nhất đó là em không mất chi phí sản xuất. Nếu như sản phẩm nó đã có sẵn rồi thì không có lý do thì mình phải sản xuất lại hết, mình chỉ việc lấy sản phẩm đó về thương mại thôi, nhưng mà mình có được thị trường đầu ra. Đó, có trong phần chia sẻ em sẽ kể với chị về một cái câu chuyện hai người bạn em ở bên Thái là sinh năm 86, họ đã xây dựng được 3 cái hệ thống kinh doanh ở trên internet trong vòng có 1.5 năm thôi, và thu nhập mỗi tháng khoảng 50.000 đô. Như thế nào? Nó sản phẩm nông sản, và các bạn ấy không có sản phẩm trước mà nó giống như thế này, đó là tìm ra vấn đề thị trường sau đó mới tìm sản phẩm. Và các bạn ấy không sản xuất bởi vì đã có rất nhiều nhà cung ứng ở bên Thái, họ đã sản xuất cái lấm linh chi sẵn rồi. Việc của các bạn nên làm marketing, và sau đó đến năm thứ ba, tức là hơn 2 năm thì bạn ấy mua được lại cả cái lông trại lúc trước mà bạn ấy bắt đầu nhập hàng. Đó. Thì từ cái việc mà nó đi ngược lại so với bước mà truyền thống chúng ta vẫn làm, đó là chúng ta đi từ sản phẩm. Giờ bây giờ từng bước một ạ. Trong bước tìm thị trường thì cái thị trường đây nó rất là khác biệt so với những cái mà chúng ta vẫn hay gọi là được theo kiểu như là chúng ta được chia sẻ hoặc là chúng ta được học, chúng ta được biết. Mà cái từ thị trường này nó không chỉ về một cái khái niệm, mà nó chỉ về một nhóm người. Theo cái quan điểm cá nhân, cái này em dùng từ thị trường có lẽ nó không chính xác lắm, nhưng mà nó sẽ là như thế này. Nó là một cái nhóm người mà các chị có thể biết, có thể vẽ được cái bức tranh chân dung của ra. Ví dụ như là cái thị trường của em là những người ở trong cái sản phẩm mà em đang kinh doanh trước đó, là những người phụ nữ ở Anh độc thân, lứa tuổi từ 35 cho đến 45. Đó là cái thị trường mà em có thể tiếp cận được. Một vài cái từ khóa. Nếu như người phụ nữ độc thân ở Anh từ 35 đến 45 tuổi. Thì cái thị trường của chúng ta ở đây nó phải là những con người cụ thể. Một cái nhóm người hoặc là những đặc tính chung mà các anh chị có thể gọi tên ra được. Nó mới gọi là thị trường. Chứ không phải thị trường là một cái khu vực nào đó bên ngoài kia, hoặc là nó là cái hội chợ nào đó bên ngoài kia. Nó không phải cái điều đấy. Mà nó phải gọi được thẳng ra là những người nào mà các anh chị có thể phục vụ được họ, cái đặc tính của họ là gì. Nó có hai từ khóa, một là đám đông, tức là phải những nhóm người cụ thể, những con người cụ thể gọi tên ra được, định danh được. Và thứ hai đói khát, tức là họ đang khao khát cái sản phẩm, dịch vụ.
Và nếu như chúng ta bắt đầu kinh doanh bằng cách là chúng ta chọn sản phẩm trước, thì có phải là chúng ta mất đi cái yếu tố là nếu như cái đám đông chúng ta có thể tiếp cận được, họ lại không đói khát sản phẩm đấy, thì đương nhiên là chúng ta không thể bán được cho họ rồi, đúng không? Nếu chúng ta tự gắn mình vào một sản phẩm cụ thể trước đó, thì chúng ta bị mất đi cái yếu tố là sẵn sàng cho việc cung ứng. Và lúc này nếu đã là có một sản phẩm thì các anh chị lại phải quay lại câu chuyện là thế phải tìm xem là đám đông đói khát của cái sản phẩm dịch vụ của mình nó là cái gì, thì lúc này chúng ta mới làm được. Bước một là phải tìm ra được cái phần là thị trường. Thị trường ở đây tìm ra được một đám đông đói khát chính là tìm ra được thị trường. Và em nghĩ là mọi người cũng nên ghi một cái câu này vào trong thời gian sau này, khi quá trình các anh chị tương tác với em nhiều hơn nữa, thì cái câu này sẽ được gọi là nó rõ hơn nhiều. Đó là thị trường là gì? Thị trường nó là những con người có cùng chung một vấn đề. Thị trường là những con người có cùng chung một vấn đề và họ có khát khao giải quyết nó. Bây giờ khi sau khi các anh chị mà đã biết được thị trường mình là gì rồi, và các anh chị mình đang kinh doanh, chúng ta có cái khái niệm nào đó về cái sản phẩm dịch vụ hoặc là khách hàng của mình rồi, nhưng các anh chị sẽ dùng cái câu này, các anh chị đối chiếu lại xem là nó đã đúng chưa, đúng không? Thị trường mình của cô Hằng không phải là doanh nghiệp, mà là phải cái người nào đó mà ở trong cái doanh nghiệp đấy, phải gọi tên là các đặc điểm của họ được, nó có những đặc điểm chung nhất định, đúng không? Rồi là có cùng chung một vấn đề, thì cái vấn đề của họ là hợp đồng này ký kết với nước ngoài nhưng mà dịch thuật nó không chính xác, là cần có sự chính xác, đúng không? Tức là cái vấn đề của họ là cần có sự chính xác, rồi là cần có những cái gì đó bởi trợ trong cái lĩnh vực của cô mới biết được. Tức là có vấn đề này và họ có khao khát giải quyết nó, tức là họ phải có giải quyết nó trong vòng bao nhiêu ngày, thời gian nó phải nhanh, như vậy. Thì cái ba cái đặc điểm này khi hội tụ đủ thì nó chính là một cái thị trường tốt để các anh chị bắt đầu. Kể cả là các anh chị đã có sản phẩm dịch vụ rồi cũng phải quay lại đối chiếu xem ba cái điều này. Vừa rồi anh chạy ra ngoài đúng không? Có cái câu đó về thị trường, đó là thị trường là những con người có cùng chung một vấn đề và họ phải có khao khát giải quyết nó. Nó có ba yếu tố. Đó. Đấy, sau khi mà chúng ta tìm được sản phẩm, sau khi chúng ta tìm được thị trường rồi, thì các anh chị sẽ đi tìm một cái sản phẩm mà đáp ứng được tốt nhất cho cái vấn đề của thị trường, giải quyết được cái vấn đề của thị trường. Thì lúc này nó sẽ dẫn đến là có ba cái hướng. Cái hướng thứ nhất là ở đâu đó có sản phẩm đấy rồi, ở đặc biệt là Việt Nam rất nhiều các anh chị, rất nhiều luôn. Những công ty sản xuất hàng loạt sản phẩm ra sau đó tồn kho, bởi vì họ chỉ sản xuất thôi nhưng họ chưa tìm đầu ra trước. Nếu mà chúng ta đến gặp họ là giống như là cá gặp nước luôn đấy. Và chúng ta cũng được lợi, họ cũng được lợi. Hướng thứ hai đó là tái cấu trúc sản phẩm đã có sẵn trên thị trường. Cách đây 2 năm thì ở Hà Nội có một cái hiện tượng, nếu các anh chị mà sử dụng Facebook có thể ở đâu đó các anh chị nhìn thấy là họ bán một cái máy làm giá đỗ sạch, cái hộp nhựa làm máy làm đỗ sạch. Họ bán cái đó, sản phẩm đó là cái đấy, nhưng mà khi họ bán cái đấy họ tặng kèm theo một lửa cân đỗ. Thì lúc này họ đã làm một cái việc đơn giản, nhìn thấy đơn giản thôi, nhưng thực ra nó là gì? Nó lại cơ cấu lại sản phẩm rồi, nó tái cấu trúc lại sản phẩm rồi. Họ không chỉ bán mỗi cái hộp nhựa đấy không nữa, mà họ bán một cái gọi là giải pháp. Giải pháp đây bao gồm có cái máy và cái nguyên liệu để làm cái máy cộng với cả sách hướng dẫn, thì nó thành một giải pháp rồi. Ba cái thứ nó gộp lại với nhau, cái sự cơ cấu sản phẩm nó chỉ có khi nó chỉ là một cái hành động nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nó là một giải pháp hoàn chỉnh thì khách hàng họ dùng được. Thay vì là bây giờ chỉ mua một cái máy cái hộp nhựa xong họ phải đi tìm mua đỗ, rồi họ phải tìm cách đọc cái cách để làm. Nếu mà ba cái sản phẩm đó ở ba nơi khác nhau thì chỉ những người nào mà họ thực sự quan tâm đến vấn đề đấy rồi họ mới đi tìm,
đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta gộp ba sản phẩm nó vào thành một bộ giải pháp thì ai cũng có thể dùng được. Bởi vì vấn đề của thị trường lúc này đó là gì? Sợ vấn đề về sức khỏe, sợ ăn phải những cái đỗ mà bị ngâm tẩm thuốc, thì vấn đề của họ là về sức khỏe, đúng không? Nhóm người là những người gì ạ? Trẻ tuổi trên Facebook, những bạn ở trên Facebook đấy là thị trường này. Cái nhóm người ở trên Facebook này là một cái từ đầu tiên đó là những người cụ thể. Rồi cùng có cùng chung một vấn đề đó là gì? Họ sợ cái vấn đề về là sức khỏe do cái việc ăn giá đỗ bị ngâm tẩm, và họ có khao khát giải quyết nó. Thực ra họ con người là cái vấn đề của thị trường nó có sẵn rồi, và họ có một cái khao khát giải quyết rồi, nhưng do là sản ở trên thị trường chưa có một cái bộ giải pháp hoàn chỉnh, cho nên là họ không lười, họ không đi tìm. Và một cái người mà họ gộp ba sản phẩm lại với nhau thì họ tạo ra một công việc kinh doanh, và bạn ấy bán trong một năm rất là tốt, sau đó sang Sài Gòn bắt đầu cũng thành trào lưu và người bắt chiếc làm theo. Thế còn năm ngoái thì khi mà em vào Sài Gòn cũng dạy những chương trình về internet marketing. Thế là trong một năm thì em thường em chỉ đi có hai lớp thôi, và hai lớp đó sẽ là làm về thị trường nước ngoài chứ không phải thị trường Việt Nam. Mỗi lớp em nhận khoảng 50 học viên và đồng hành với họ, tức là sẽ cùng làm trong vòng vài tháng. Thì cái lớp trong Sài Gòn ở bên chỗ Quân Ba Triệu Phú, tới những ngọc khi em vào đấy những buổi training thì em nhìn thấy có một cái sản phẩm, nó là cái sản phẩm về cà phê nguyên chất. Nhưng cà phê nguyên chất này nó có một cái bước gọi là cơ cấu sản phẩm bằng cách là có một cái, em xem có cái ảnh hay không. Thị trường này những người muốn uống cà phê sạch và nguyên chất, những người gọi là đam mê cà phê, nhưng họ muốn được hưởng những cái giọt cà phê do tự tay họ pha, nó những hạt nguyên chất. Họ có vấn đề là đi ra ngoài thì uống cà phê có pha với đậu đỏ với đậu đen gì đó, đúng không? Thì nó có hai cái từ khóa đầu tiên rồi. Từ khóa thứ ba là họ cũng lười. Thì cái sản phẩm của bạn ấy là nó đóng trong một cái túi giấy. Em phải mô tả nha cho các chị hiểu, bởi vì cái ảnh chắc là rất lâu để tìm cũng ra được. Họ đóng trong một cái bao bì nó theo kiểu như này. Nó cũng giống như một cái hộp túi giấy bình thường, nó nhỏ nhỏ như này thôi. Thế và ở hai bên sườn này nó có hai cái lạnh. Nó có hai cái lạnh nó thò ra. Thì khi mà cái gói cà phê nó bóc ra, cái hộp giấy họ có thể cho thành hình tròn như thế này. Cà phê nó nằm ở bên trong, và họ để hai cái lạnh ra bên ngoài, sau đó họ đặt lên cái cốc. Thì hai cái lạnh nó gá lên hai bên và nó tạo thành một cái giống như là cái máy, cái phim pha cà phê. Và chỉ việc là gì? Bóc sản phẩm ra, đặt lên cái cốc, sau đó rót nước vào và cà phê nó xuống bên dưới. Nó thành cà phê pha phim luôn. Thì lúc này là cái việc cơ cấu sản phẩm nó có cái sự đầu tư hơn, tức là họ thay đổi cách đóng gói sản phẩm. Đấy, và cái công nghệ của bên Nhật thì cái màng lọc cho các cái sản phẩm về thực phẩm ấy, ở bên Nhật cái công nghệ của họ nó rất là tốt, nó an toàn sức khỏe. Đấy, và cái sản phẩm đấy đang bán ở trong Sài Gòn rất là tốt. Rồi xem còn ví dụ gì gần đây nữa nhỉ? Nói tạm thời em mới nhớ được hai cái đấy. Là rất ấn tượng, nhìn thấy mình biết ngay là cái sản phẩm này bán rất tốt rồi, bởi vì họ đã tạo ra được một cái thị trường mới rất là hay. Thì cái sản phẩm chúng ta có cái hướng số mấy rồi đấy ạ? Hướng thứ nhất là tìm sản phẩm có sẵn này, đúng không? Hướng thứ hai là cơ cấu lại sản phẩm, và hướng số 3 là chúng ta phải phát triển sản phẩm lên thêm nữa, đầu tư để phát triển sản phẩm lên thêm nữa. Ví dụ như của cô Hằng là có thể đầu tư để phát triển thêm được này. Của chị về dạy guitar là có thể đầu tư để cho cái sản phẩm tốt hơn nữa. Còn nếu như anh chị đang làm sản phẩm thương mại rồi, đã đóng gói sẵn rồi, thì nó là ở cái hướng số 1, là chúng ta là có được cái sản phẩm tốt sẵn rồi. Nhưng mà chúng ta muốn bán được nó thì chúng ta phải quay lại bước 1, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã gắn mình vào một sản phẩm cụ thể, thì lúc này anh chị phải quay lại bước 1 kiểm tra xem là thị trường mình nó ở đâu. Tôi phải làm lại bước 1. Thì đến bước số 2 là xong, thì các chị làm được có thể nói là 80%. Cái này chiếm tới 80% rồi. Làm được tốt hai bước này là các chị đã hoàn thành xong được 80%. Thế nhưng mà cũng giống như quy là 80-20 thôi. Nó là 80% công việc, nhưng mà kết quả thì nó chỉ nằm ở 20%. Thì ba cái bước sau cái nó chỉ chiếm 20%, nhưng mà nó lại đem lại kết quả đến 80%. Ba cái bước sau. Bởi vì sao? Messi thì nó nhìn có vẻ chỉ là giống như một vài câu nói, đúng không ạ? Một vài từ khóa. Rồi là cái voi hay là câu chuyện thì nó chỉ là một bài viết. Rồi là gì ạ?
tối ưu hóa thì nó là công cụ nhìn có vẻ là đơn giản, nhưng thực ra ba bước này mới là bước tạo ra kết quả. Nhưng mà thời gian thì sao? Thời gian để chúng ta làm hai việc này thì lâu hơn đúng không? Tìm ra thị trường, tìm ra vấn đề thị trường, tìm sản phẩm, đàm phán này, rất là nhiều thứ. Thì nó mất rất nhiều thời gian nhưng lại phụ thuộc kết quả ba bước sau, lại chỉ chiếm 20 thời gian. Ok. Ở bước số 3 này, khi mà các anh chị đã có được sản phẩm rồi này, khi các anh chị đã biết vấn đề của thị trường rồi này, thì để tạo ra thông điệp, chúng ta có cái quy trình không phức tạp lắm đâu. Quy trình để tạo ra một cái thông điệp này, nó gồm có việc anh chị phải tạo ra một cái bảng Excel. Anh chị lên tạo ra một cái bảng Excel có 4 cột như thế này. Bản rút gọn nó có 4 cột nhưng bản dài hơn các chị sẽ có 6 cột, nó có thêm 2 cái chỉ số phía sau nữa. Đó, sau khi tìm ra được sản phẩm này hoặc các anh chị đang kinh doanh rồi, hoặc là chúng ta đang có ý tưởng để kinh doanh, chúng ta tìm được nhà sản xuất tốt, sản phẩm tốt và chúng ta biết được thị trường của mình, thì việc tiếp theo các anh chị cần phải làm là tạo ra cái bảng Excel như này trước khi bắt đầu kinh doanh. Nó giúp cho anh chị tìm được thông điệp bằng cách là đầu tiên là liệt kê, tức là chúng ta liệt kê hết tất cả các tính năng của sản phẩm dịch vụ của mình ra, tức là chúng liệt kê, cứ liệt kê ra, liệt kê hết ra, đây là thực tế luôn đi ạ. Tính năng, các chị hãy nghĩ đến tính năng của cái sản phẩm, của cái dịch vụ mà các chị đang làm. Thì ví dụ như tính năng của sản phẩm sữa của chị, tính năng gì? Tính năng là cái dòng sản phẩm của châu Âu là nhạt mát, ok, nhạt và mát. Rồi, thì nè. Và trong cái tài liệu mà bên hãng gửi sang bên mình để công bố thì nó gần cái thành phần, nó gần giống với sữa mẹ. Sữa mẹ, gần sữa mẹ. Thành phần gần giống với sữa mẹ. Nhất đúng không? Sữa mẹ. Rồi, thì nữa. Khi lấy cái ra, lấy một ví dụ khác đi của anh. Tính năng hương vị nó thật ra cái này là theo nhà sản xuất rồi. Vâng, thì anh cứ liệt kê ra. Không nhiều lắm, chúng ta cần đâu đọc dịch đấy thôi chứ. Đúng rồi, nhưng mà em muốn anh chọn một sản phẩm cụ thể để mình có thể liệt kê ra được. Nhiều lắm, hương vị thật. Nó không bị cái tính năng nhiều lắm. Tức là có, tức là thường là một cái bảng một giới thiệu rất là dài. Đó, thì khi quá trình làm chúng ta bước 1 là chúng ta phải liệt kê hết đấy ra. Anh như là đây, muốn lấy một ví dụ đấy. Nó cứ ví dụ là đấy, một cái tính năng cụ thể của một sản phẩm nào cũng được. Đầu tiên là sản phẩm anh chọn là sản phẩm gì? Automat đi. Automat. Tính năng của Automat. Tính năng về tuần bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Automat đúng không? Bảo vệ về quá tải. Quá tải. Ngắn mạch. Tính năng thì là chống nước đúng không ạ? Thế nào gì ạ? Bình thường tính năng như thế thôi. Thế đơn giản là thế, còn cái phần mà thiết bị điều khiển thì nó... Anh cho em một tính năng nước của cái Automat. Thêm một cái lợi. Một cái tính năng thì em chưa biết. Hai cái này thì nó đương nhiên rồi. Tính năng chống giận. Chống giận? Chống giận được à? Có loại chống giận. Thế anh hỏi anh. Chống giận. Chống giận. Nó chống giận được như nào anh? Bởi vì Automat thì... Do mà sờ vào thì nó sẽ ngăn mạch. Người sờ tự ngắt. Ồ, hay đấy. Tức là bị dò thì nó ngắt. Dò thì ngắt. Như mình nó mạnh, mình dò tiệm ra nước là nó sẽ cắt mạch. Nó cắt được thật luôn. Có loại cắt được. Thì cái bài lợi cắt được là sẽ lại ra tiền đấy. Bởi vì nó có một cái coil đấy. Em chưa nghe chuyện luôn, bởi vì sao? Em đã bị cháy nhà một lần. Đêm ngủ 2 giờ. Thế tự nhiên thằng em ở bên phòng cái may hôm ấy nó chưa ngủ. Nó chơi game. Nó chạy vào nó gọi, lúc đấy mới tỉnh. Và mới phi ra ngoài thì cháy. Ở cái khu vực bếp là cháy gọi là
điều hòa rơi lã chát xuống rồi, mà bên cạnh là cái bếp ga, thế là thôi đập cửa xông ra. Cái chung cư ngay bên chỗ công viên Cầu Giấy cách đây 2-3 năm rồi. Thì cái đêm hôm đó là bởi vì sao, em phi ra bên ngoài thì em thấy ra là nhà cháy nhưng điện vẫn sáng, cháy rực hết khắp nhà rồi, rất nóng mà thế quá điện nó vẫn cứ sáng. Phi ra cho automat thì sợ, bởi vì sao, mình nhìn thấy cái automat nhà mình thì lo lắng rực lên rồi, không dám sờ tay một luôn, bởi vì automat nó bị hỏng. Thì nguyên nhân là nhà em dùng cái chính cái giống như kiểu cái bình lọc nước siêu tốc ấy. Nguyên nhân rất đơn giản, cái bình lọc nước siêu tốc đấy là thông thường ấy là khi chúng ta đun xong chúng ta chỉ nhấc cái bình ra thôi, còn đế chúng ta vẫn cắm. Thói quen thì ngày xưa từ em để ý nhà em từ ngày xưa đã như vậy rồi, là cái đế vẫn cắm vào ổ điện, chỉ nhấc cái bình ra thôi. Nhưng mà hôm đấy là gì ạ, đặt cái bình lên bình thường thì cũng không thấy có vấn đề gì bởi vì nó đã ngắt rồi. Nhưng mà đêm hôm đấy nhà em bị cháy chỉ đơn giản bởi vì là đặt cái bình nó lên và nó mặt nó bị đỏ như là nó thì nó cháy rồi. Sau khi người ta điều tra nguyên nhân nó là như vậy, thì từ một cái rất đơn giản là thực ra nếu như chỗ đấy nó đỏ mạch đúng không, hay ngắn mạch đúng không, mạch nhưng mà bình thường cạn nước hay đun sôi là tự nó ngắt mà. Vâng. Đó. Nhưng mà nếu mà cái đấy nếu mà có thiết bị trục chặt thì cái automat nó phải nhảy chứ. Ngắn mạch nhưng mà mới nhảy. Đấy. Có quá tải không nhỉ? Thì nó nhảy. Không ngắn mạch thì nó không nhảy. Mà là áp dòng lớn quá mà cái dòng này nó nhỏ thì nó cũng nhảy. Thế thì nó vấn đề do cái fix đấy chứ không phải do automat nữa đúng không? Automat nó thì cũng kém. Nhưng mà anh khi mà chạy to lên rồi tại sao automat nó không ngắt? Chạy to tức là nó chạy cái phần kia nó quá tải của nó thôi, nhưng mà áp cái dòng của cái áp chịu được tổng lớn. Nhưng nó vẫn bé hơn thì cũng cháy bình thường. Chậm điện mà. Không chậm. Nhưng mà đi dây đôi thì có lẽ bị chậm. Đây là một cái point mà em thấy rằng là phân tích ra thì những người đó vẫn là tính năng. Anh nhớ là đây vẫn là tính năng. Anh nói từ chống dập, nhưng cái từ chống dập nó chưa phải là cái điểm mà nó mua hàng. Anh phải chuyển nó lắp tiếp xanh một bước thứ hai, bắt đầu chuyển nó dần sang. Em lấy ví dụ như vậy nhá. Bước 1 là anh chỉ liệt kê tất cả các tính năng ra. Hãy cứ liệt kê ra. Để làm phần này nhanh thì bằng cách là gì ạ? Cứ nhìn biết nó là chuyên môn của các chị rồi mà. Các chị cứ liệt kê không cần phải nghĩ, cứ liệt kê ra. Rồi sau đó chúng ta làm cái bước 2. Đó là gì? Tương ứng với mỗi tính năng là chúng ta phải viết ra được cái lợi ích của cái tính năng đấy, ít nhất là một lợi ích. Thế thì cái sự khác nhau giữa lợi ích và tính năng nó là gì? Cái tính năng thường cái nhà sản xuất là hay thích nói, tức là nói về mình, nói về cái mình có, cái mình có. Nhưng mà lợi ích thì nó sẽ cái khách hàng được hưởng từ cái tính năng đấy, chúng ta phải ghi được nó ra. Ví dụ chống giật nhưng mà khách hàng được hưởng là gì? Cái sự an toàn, phải nói về cái sự an toàn ở trong cái yếu tố này đúng không? Gần giống với sữa mẹ thì cái lợi ích của lúc này là gì? Cái sự thông minh của trẻ con thì nó mới là lợi ích của khách hàng. Chứ dòng đứa xuống mẹ họ đâu quan tâm, đó là điều của các chị chứ không phải của họ. Nhưng mà con của họ tốt như nào thì đó là của họ. Thì chúng ta phải chuyển hóa ra. Nhạt và mát thì là tính năng, trong sữa nó là như vậy. Nhưng lợi ích của việc này là con sẽ dễ uống. Cái sự dễ uống này mới là chính là lợi ích, đúng không ạ? Có đúng không? Mát, nhạt và mát có phải là dễ uống mà trẻ con thích không? Thực ra là các cái dòng sản phẩm của mình hiện tại bây giờ thì là kể cả như Abox mình ấy ta thấy nó ngọt. Ngọt sản phẩm nó ngọt đấy, nhưng mà nó ngọt thì nó tương ứng cái lượng đường nó trong sữa là cao và nhiều trẻ nó không hấp thu được nó sẽ bị nóng à, thế là nóng chứ không phải là dễ uống hay không nữa đấy, đó thì nó là nóng trong thì lợi ích của đây là để cho cơ thể nó dễ chịu, giúp cho trẻ tiêu hóa tốt đấy. Là tốt, dễ chịu rồi, ok, được. Thì mình lấy cái gì hiểu ý tưởng đây chưa? Liệt kê ra những cái thứ mình có, thường mình hay khi mình hay nói về cái điều này. Các chị cứ để ý mà xem, khi giới thiệu sản phẩm dịch vụ các chị, anh chị thường nói về điều này. Đó là cái thứ mình đang có, đó là tính năng, nhưng chúng ta phải chuyển hóa nó sang một bảng lợi ích. Tương ứng với mỗi tính năng liệt kê ra ít nhất là một lợi ích này. Rồi sau đó đến bước số 3 là trong cái lợi ích này nó sẽ chứa những từ khóa. Nó sẽ chứa những từ khóa. Cái gì lại tạo ra được một bảng từ khóa. Tính năng chống dập. Lợi ích của nó là an toàn khi có phát sinh cháy nổ,
Và từ khóa đây nó là gì? Tự ngắt. Automat tự ngắt gì đó, em không biết chuyên môn nhưng mà anh chị ghi cái từ khóa. Một câu mô tả về lợi ích nhưng trong mỗi câu đó thì nó phải chứa thêm một cái từ khóa. Bởi vì là gì? Từ khóa là cách duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng nó để cho cái việc là target marketing. Nếu chúng ta viết một bài nó dài thì nó là cái phía sau. Ví dụ như các chị chạy quảng cáo AdWords, các chị phải thông qua từ khóa. Dùng luôn cái tính năng để làm từ khóa có được không? Tính năng để làm từ khóa cũng được. Cũng được, đó là một gọi là chiêu rồi. Tính năng là một cái lợi ích. Và trong cái lợi ích này nó, cái từ khóa thì nó có thể là tính năng, nó có thể là lợi ích. Các chị hiểu không ạ? Tóm được nó ra thành một bộ như này. Và cái lốt câu số 4. Câu số 4 là các chị chấm điểm, sắp xếp nó theo cái thang điểm để cho cái thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Đấy, ngoài ra nó có hai cột nữa, cột 5 và cột 6. Thì trong ngày mai thì em hoặc là một cái bạn hướng dẫn về chạy quảng cáo AdWords ngày mai sẽ chỉ cho các chị hai cái thông số nữa. Đó, thông số về cung và cầu. Nó có hai thông số là cung và cầu. Chúng ta muốn là khi chúng ta chạy marketing quảng cáo, chúng ta muốn là gì ạ? Là cái nhu cầu càng lớn càng tốt, đúng không? Nhưng chúng ta lại muốn là gì ạ? Đối thủ cạnh tranh, tức là nguồn cung càng ít càng tốt. Thì chúng ta sẽ phải Google ấy, nó có cái công thức, cái công cụ để cho chúng ta biết được chính xác là nguồn cung là bao nhiêu, có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh đang bán trên thị trường cái sản phẩm của các anh chị. Rồi là cái nhu cầu của thị trường là có bao nhiêu người tìm kiếm hàng tháng, hàng ngày. Nó có con số cụ thể. Thì có biết, các chị biết cung, các chị biết cầu rồi thì các chị sẽ tìm ra được một cái điểm mà nhu cầu thì nhiều nhưng nguồn cung thì lại ít. Đó chính là cái chỗ từ khóa tốt cho các anh chị. Nhu cầu nhiều nhưng mà nguồn cung thì đang ít. Dựa vào hai cái chỉ số đấy là chúng ta sẽ có được những bộ từ khóa tốt để cho quá trình làm marketing. 6 cột đúng không ạ? Rồi, đến thông điệp. Bước số 3 là thông điệp rồi. Thông điệp là cái gì? Nó chính là thông điệp, nó chính là những lợi ích, thông điệp nó chính là những từ khóa. Cho nên một ví dụ mà em vẫn hay áp dụng trong các lớp học để cho các chị dễ hình dung ở bước số 3 này. Ví dụ bài tập khi mà được tìm ra cái thông điệp ở trong thị trường giảm cân thì cái câu hỏi đầu ra đó là cái bước chúng ta tìm ra thông điệp để bán hàng thì cái bước số 3 này nó sẽ quay lại đây, nó lại quay lại câu hỏi tại sao khách hàng phải giảm cân, tại sao khách hàng giảm cân, đây các chị trả lời đúng không? Ví dụ như vậy là tại sao khách hàng phải giảm cân. Thì sẽ có những người nói là giảm cân bởi vì là sợ béo này, à không, xin lỗi, đương nhiên rồi, giảm cân bởi vì là muốn xinh hơn này, xinh hơn này, giảm cân bởi vì là sợ bị bệnh này, bệnh này, giảm cân vì để cho người khác nhìn là cảm mình thích cái cảm giác người khác nhìn là mình ở cái trạng thái đẹp, thích người khác nhìn là đẹp này. Rồi nhiều lắm, đưa ra hết những lý do. Thế thì trong những cái từ khóa, chúng ta phải quay lại cái bước này. Trong những từ khóa các chị có ở bước trên này này, những từ khóa có bước trên này này, thì sẽ có những cái từ mà nó là ẩn sâu bên dưới, có những cái từ nó nổi bên trên. Cái này nó giống như tảng băng trôi. Sẽ có những từ khóa mà các chị thấy là ghi ra giảm cân, ví dụ như là các chị cho ví dụ đi ạ. Em sẽ chấm điểm nó ở vị trí nào. Tại sao người ta giảm cân? Mỗi người cho em hai từ khóa. Tại sao người ta giảm cân? Sợ bệnh rồi. Gì nữa? Duyên hơn này. Duyên này, gì nữa? Khỏe. Gì nữa? Đẹp. Đẹp. Xinh đẹp.
Gì nữa? Tự tin. Tự tin, đúng không? Tự tin. Tự tin. Chồng yêu. Chồng yêu. Bố yêu. Bố yêu. Thời trang. Rồi gì ạ? Thời trang, đúng không? Đẹp rồi. Đấy, cho mặc được thời trang, đúng không? Nếu mà gặp béo thì không mặc ráo. Nó thì có phải là đây đều là những từ khóa ở bước phía trước không ạ? Tức là giảm cân này thì lợi ích này, rồi đến cái từ khóa là lợi ích của đó là gì ạ? Duyên dáng, thời trang, đây đều là những từ khóa. Thế thì chúng ta phải xếp thứ tự các từ khóa này để tạo ra thông điệp. Thì nó sẽ có những từ khóa mà ẩn sâu bên dưới cái lý do thực sự họ giảm cân. Thì cái thông điệp sau đó nó có thể là như này, bởi vì thị trường làm quen này. Thông điệp sau khi có từ khóa rồi, chúng ta có thể tạo ra một thông điệp kiểu như này. Là theo thống kê của các nhà khoa học Mỹ thì có đến 60% các cặp vợ chồng ly hôn sau 3 năm bởi vì người chồng nói rằng không thích đi cùng một người vợ béo. Thông điệp là như vậy. Thông điệp đấy thậm chí là thành một bài viết ở trên báo luôn. Theo thống kê của các nhà khoa học Mỹ thì 60% các cặp vợ chồng ly hôn sau 3 năm bởi vì chồng hoặc vợ nói rằng không thích đi cùng một người vợ chồng béo. Anh chị thấy kinh không? Thông điệp đấy, nó chính là thông điệp. Thế thì sao? Làm thì 3 năm này em lấy vợ được 6 năm rồi, tức là trong ngưỡng đấy rồi, là chỉ 60% là xác suất xảy ra cao lắm, xác suất xảy ra rất cao. Thế thì người ta đã thấy là người ta nhìn thấy tương lai của họ trong đấy, người ta nhìn thấy tương lai ưu ám của họ trong đấy nếu họ không giảm cân rồi. Đây là dịch chuyển, đó chính là thông điệp. Thông điệp đó cũng không khác gì một cái tiêu đề của câu chuyện, đúng không? Thông điệp và câu chuyện là bước 3, 4 đấy, chị xong rồi này. Nhá, thông điệp thì là cái câu vừa rồi, đúng không? Thế còn câu chuyện thì chắc chắn trong cái bài viết đấy họ sẽ kể ra một cái bài báo mà nói về cái việc mà bị ly hôn như thế nào, bị chồng bỏ như nào bởi vì cái vấn đề bị béo. Rồi sau đó thì sẽ có giải pháp này. Thế nhưng mà có người như này như kia và họ đã dùng như này như kia và để chồng yêu hơn. Thì đó chính là câu chuyện bán hàng. Đó, thì sau khi các chị có bộ từ khóa thì các chị xem là đâu là lý do ẩn sâu bên dưới, cái lý do mà thôi thúc họ mua hàng, thôi thúc họ quyết định họ phải sử dụng dịch vụ. Có những cái lý do gì nó giống như là kiểu xã giao bên ngoài, nói là giảm cân để cho xinh hơn thì chưa chắc, nó vẫn chỉ là một cái từ khóa, nó quá chung, nó không hẳn là như vậy. Nhưng nếu như là giảm cân bởi vì sợ bị chồng bỏ thì nó mạnh hơn. Rồi là trong cùng cái sinh chẳng hạn, thì để cho ví dụ như là sếp dễ thiện cảm hơn, đó là lý do. Thì nó chúng ta phải đưa cái từ khóa đấy nó đến gần với cái trạng thái cảm xúc của khách hàng hơn, thì cái thông điệp nó sẽ các chị biết rằng nó tác động nó rất là dễ, nó thậm chí nó thành xây dựng thành câu chuyện theo cái chủ đề đấy, nó cũng dễ hơn rất là nhiều so với những từ khóa khô khan bên ngoài. Đấy là các chị xong bước số 4 này. Ở cái bước số 4 này thì chúng ta có thể tạo ra một bộ vài cái thông điệp cùng với câu chuyện đi kèm, khoảng một vài bộ, 3, 4 cái này cũng là tốt lắm rồi. Thế các chị đã nhìn thấy là đây chính là nội dung của website không ạ? Cái phần 3 và phần 4 đây chính là nội dung để đưa lên web rồi này, đây chính là nội dung để chạy quảng cáo này, đây chính là nội dung để truyền thông rồi này, có hai cái điều này. Lĩnh vực gì có vậy? Bởi vì nếu như cô đã gọi tên ra được khách hàng rồi thì cô sẽ gọi ra được vấn đề của họ. Còn nếu như chúng ta có sản phẩm nhưng chúng ta chưa biết khách hàng của mình cụ thể là ai thì chúng ta sẽ chưa làm được. Cho nên là mình phải quay lại. Bây giờ các chị đều đã có sản phẩm rồi, các chị quay lại kiểm tra bước 1. Kiểm tra lại bước 1 xem là cái công việc của mình ấy, mình đã biết là khách hàng của mình là ai chưa? Nó không phải công ty, đúng không? Khách hàng của mình rõ ràng không phải công ty. Công ty nó là cái chức danh hay pháp danh ấy. Nhưng mà trong công ty nó phải có những con người, thị trường là những con người, tức là phải cụ thể, thậm chí là gì ạ? Ở độ tuổi bao nhiêu, sở thích như nào, tình trạng hôn nhân như nào, cân nặng bao nhiêu, thu nhập bao nhiêu, những cái nhóm chúng ta gọi tên ra được thì lúc này chúng ta mới tiếp cận được mà. Và họ có cùng chung vấn đề thì cái vấn đề của dịch thuật công chứng đó là phải sự chính xác này, đúng không? Rồi nó có thể là lập đến Mỹ như nào. Mình dịch thật đổi chuyện nhưng nó phải đúng theo cái luật cơ.
đúng một chuyện, nhưng mà như bọn cháu lột thuế cho Mỹ tháng 20 tháng 3 là bọn cháu phải lột thuế này. Và bây giờ là cũng đang bị phải thuê dịch vụ bên đấy là 1.300. Nó chỉ đơn giản là làm vào có thuế cho mình mất 1.300 đô rồi. Đó. À, rồi họ phải có nhu cầu giải quyết. Thì ba yếu tố đấy để giúp chúng ta định vị thị trường. Họ có vấn đề nhưng nếu như họ không có nhu cầu giải quyết thì chịu. Ví dụ như cái nhu cầu hoặc cùng là một người nhưng mà họ cái nhu cầu họ có thể bị thay đổi theo thời gian. Em chưa biết lấy ví dụ gì nhưng em cứ lấy ví dụ gần nhất từ em cho nó dễ. Ví dụ như cách đây khoảng 1 năm thì nhu cầu của em lúc này là muốn con học trường nước ngoài theo học từ nhỏ, thì cái vấn đề của em lúc đấy là muốn con đi du học. Nhưng qua thời gian cái nhu cầu của em thay đổi rồi và em không có nhu cầu cho con đi học trường xịn nữa, chỉ muốn cho nó lớn lên nó sống cuộc sống an nhàn và có đi tu tập thôi, không cần thiết phải cả không cần đi học, đi tu cũng được, nó sẽ giải thoát tốt hơn. Tức là nhu cầu nó thay đổi thì lúc này là em không có nhu cầu việc con đi học trường xịn nữa. Cho nên là nếu như khách hàng ai đó đến nói với em để tư vấn cái việc trường xịn Airbus cái gì kia là lúc này không còn nhu cầu nữa, thì rõ ràng là em có vấn đề đúng không, nhưng mà em không có nhu cầu giải quyết thì khách hàng của con nói rồi cũng không thể bán được hàng. Hoặc ví dụ như anh có sản phẩm này, thực ra anh không cần giới thiệu, em đã hỏi chuyện mua sẵn rồi. Tức là gì ạ? Bản thân em đã có sẵn một cái nhu cầu là dùng thực phẩm chức năng rồi. Hàng ngày em đã dùng thực phẩm chức năng rất nhiều. Anh cứ nhìn trong tủ của em là gần như không có cái loại gì mà em không có hết. Từ là gì ạ? Lô hội Amway rồi là Nu Skin này, Unicity là mua rất nhiều. Ngày nay em cũng dùng, thì thực ra em chỉ cần nhìn thấy một sản phẩm mà nó phù hợp. Thực ra ngày xưa em rất thích Azel. Em còn mua một bộ mấy chục triệu Azel để em dùng, bởi vì cái công nghệ của nó là công nghệ dạng túi, rất tiện luôn. Và không phải pha, không phải liquid gì nữa. Thì em rất thích uống Azel ngày xưa. Nhưng mà gần đây thì em lại thích uống dạng nước. Thế thì em mua cái loại của bên Unicity là nó là dạng gói nhỏ nhỏ như của anh, nhưng cho vào một cái chai Navi 50ml là hàng ngày, mỗi ngày em uống hai cái chai đấy. Nó cũng 60.000 một gói giống như của anh. Thế và khi nhu cầu thay đổi rồi thì người ta không có nhu cầu giải quyết cái vấn đề đó nữa, thì các chị có gặp rồi cũng rất là khó. Thì bây giờ phải có cả ba yếu tố của một thị trường này, những con người cụ thể cùng chung vấn đề và phải có nhu cầu giải quyết. Họ phải có nhu cầu giải quyết thì chúng ta mới có thể làm việc được. Rồi đến bước số 5. Cái bước số 5 này có nhiều người làm tốt cả bước 4 bước rồi, nhưng mà nó chỉ tốt trong một giai đoạn ngắn thôi. Ở đây phản phát đâu đó cháu nhìn thấy hình ảnh của cô Hằng. Cô Hằng có thể làm được rất tốt 4 bước trên trong những năm trước. Cỡ 10 năm trước mà ở Hà Nội cô là đứng đầu ở Hà Nội, thì đứng đầu cả miền Bắc này về vấn đề dịch thuật rồi. Doanh nghiệp của cô Hằng là mười mấy năm rồi đúng không ạ? Và là doanh nghiệp rất lớn về dịch thuật. Những công ty dịch thuật sau này là giống như là học trò, để từ đấy nó tách ra thôi. Câu chuyện của cô Hằng cháu cũng có quen một người cụ thể là bây giờ anh ấy tách ra mở công ty riêng, ngày xưa là nhân viên của Hằng. Và cách đây mấy năm cũng có những khách hàng đến gặp để tư vấn về web và hỏi ra mới biết là hóa ra cũng ngày xưa đến từ chỗ của Hằng. Ví dụ như dịch thuật là dịch thuật này không chết cho nói là cái dịch thuật gì cô nhỉ? CNN của anh Tuấn, nhưng còn một cái công ty không nó lơ rồi cơ đó. Thì bốn cái bước trước là ngày xưa là gì ạ? Thị trường cô ấy rất tốt, bao phủ cực lớn luôn, kể từ giảng viên, từ khách hàng, bên doanh nghiệp đều rất nhiều sản phẩm tốt, đương nhiên rồi, lúc đấy là chưa có nhiều cạnh tranh. Rồi là gì ạ? Thông điệp thì voi lúc đấy có lẽ chăng là họ chỉ cần nghe đến tên là dịch thuật đến từ trường ngoại ngữ, từ chuyên ngoại ngữ ra, từ bên trong ngoại ngữ, trường ngoại ngữ, các giáo viên trường ngoại ngữ ra dạy và dịch, thì tức là nó chính là câu chuyện bán hàng rồi. Nhưng mà có lẽ là cô đã bị thiếu bước số 5. Tức là mình ở trên đỉnh cao lâu quá mà mình không nhìn nặng sát số liệu. Và khi mà những người khác họ nổi lên và mình bị mất bước số 5 này thì mình bị đi xuống rất nhanh, phải nói rất nhanh luôn. Đó là gì ạ? Quá trình bây giờ ở trong câu chuyện ngắn hạn là gì? Khi các chị chạy marketing, khi mà chúng ta không đo lường thì chúng ta không biết chi tiền nó ra, nó đã bị trôi đi đâu. Chi tiền chỗ nào ra sale và chi tiền chỗ nào không ra sale. Cái tiền chúng ta đổ vào marketing, chúng ta không biết ở đâu là chỗ tạo ra tiền và đâu là chỗ tạo ra cái việc mất tiền, thì đương nhiên là các chị sẽ không thể kiểm soát được. Thì cái bước số 5 này rất quan trọng. Có hết 4 bước trên rồi. Và để mà chạy, cái nó quan trọng ở đây nó là quan trọng về đường dài. Bước số 5 rất quan trọng để các chị làm đường dài, là phải đo lường được các chỉ số trong marketing. Để đo lường những chỉ số này thì bắt buộc là các chị phải có hệ thống.
Nó chính là website đấy. Nhờ có website mà các chị sẽ đo lường được chính xác là có bao nhiêu người vào web, họ đọc những bài gì, họ ở đó bao lâu, họ, sau khi học đọc bài thứ nhất, họ đọc cái gì tiếp theo. Rồi thậm chí đến bây giờ iGoodBlog có thể nó sẽ kinh đến mức độ như thế này. Và kịch bản mà em đã dựng ra nó như này. Một trong các bán hàng nó sẽ có bốn cái loại checking. Một người vào website nó sẽ checking bốn thứ. Bước đầu tiên đó là gì ạ? Checking bằng Facebook và Google. Có nghĩa là 1.000 người vào website. 1.000 người vào website, cái này nó cũng là cái tín hiệu luôn đấy. Có bốn bước để chúng ta checking. Đi qua bốn cái tầng như thế này. Thứ nhất là visit. Checking visit chưa? Từ Facebook, từ các mạng xã hội, từ rất nhiều nơi. Visit tức là họ vào website, là chúng ta phải checking cái thứ nhất. Ở cái visit này nó tạo ra được một cái thứ kỳ diệu, đó là đối với Facebook thì nó là UID. Cái này nó hơi đi vào kiểu chuyên môn đấy, ngày mai mình hướng dẫn, nhưng hôm nay ở đây em cũng nói luôn là UID. Và với Google thì nó là gì ạ? Nó có một cái checking của Google. Khách hàng họ vào website, chúng ta checking được hai thứ, đó là UID của Facebook và của Google. Ở đây nó chỉ đang là khách hàng tiềm năng thôi, đúng không? Mình chưa biết họ là tên là gì, email là gì, số điện thoại là gì. Có thể biết họ ở khu vực nào thôi, nhưng mà checking này nó chỉ dừng lại ở mức độ là như vậy. Rồi nhưng sau khi họ visit xong thì chúng ta sẽ họ đọc cái bài viết này, đúng không? Nhưng sau đó họ có thể họ có một cái hành động là thì có thể họ sẽ mở một bài viết tiếp theo, hoặc là họ bấm vào một cái nút, đúng không? Thì lúc này cái checking của chúng ta đến cái bước thứ hai, đó là checking định danh. Định danh thì anh Việt lẫn lộn định danh. Em không biết định danh là gì. Identify, đúng không? Identify định danh thì lúc này chúng ta có email hoặc số điện thoại, đúng không? Định danh. Để có được cái định danh này thì phải có 10 câu. Đó là ngày mai các chị sẽ dần dần làm. Muốn từ visit mà có định danh là phải có 1. Không ai tự nhiên đưa email, không ai tự nhiên đưa số điện thoại là phải có 1. Landing page chính xác rồi đấy. Từ visit là phải có định danh là sang một landing page. Đấy một cách. Sau định danh sẽ là gì ạ? Nút ra. Sau định danh sẽ là khách hàng gọi là, ở đây gọi là mua lần đầu. Cái này gọi là mua lặp lại. Đấy, phải đo lường được cả bốn bước này. Có bao nhiêu người vào website? Chúng ta là một tập ID, ví dụ đây là 10.000. 10.000 người là chúng ta có một tập cái 10.000 người. Nhưng trong 10.000 người đó sẽ có bao nhiêu người đã để lại email và số điện thoại? Chúng ta lọc riêng ra được một cái nhóm đã để lại email và đã để lại số điện thoại trong số 10.000 người đó. Ví dụ 10.000 người thì ra được 1.000 người là có email và số điện thoại, còn 9.000 người là lọc ra. Mà hai nhóm này là hai nhóm tách riêng nhau. Tức là các chị có hai cái bể chứa khác nhau rồi. Thì việc làm marketing chỉ riêng đoạn này nó đã dễ hơn rất nhiều rồi. Đó là với những ai đã có email và số điện thoại, chúng ta có một cái cách chăm sóc nó khác hẳn so với những người mà chúng ta chưa hề biết họ là ai, đúng không? Những người mà chúng ta chưa biết họ là ai thì chúng ta lại phải bám đuổi tiếp trên Facebook. Cái nhóm mà chúng ta chưa định danh được thì lại phải bám đuổi tiếp để nó trở thành định danh. Rồi sau khi định danh rồi, chúng ta dùng email để chúng ta chăm sóc họ. Sau khi định danh xong, họ mua hàng lần đầu. Thì ở cái bước mua hàng lần đầu này là có một cái checking mới được áp dụng rồi, nhưng mà rất hay. Và khi các chị có thanh toán online thì các chị mới dùng được cái này. Đấy, đội iGoodBlog mà hôm nay sẽ chiều nay sẽ phải triển khai cái này trên website của các bạn này. Đó là biết được là người ta đặt hàng nhưng người ta cũng chưa thanh toán. Các chị biết rằng là có bao nhiêu người đã đặt hàng, nhưng mà ai là người chưa trả tiền và ai là người đã trả tiền. Thế thì sẽ có một cái email tự động. Chỗ này nó dùng email. Ví dụ như là có 100 người đặt hàng, họ bấm vào cái nút là đặt hàng. Họ bấm vào cái nút là thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì họ sẽ đến trang thanh toán, đúng không? Nhưng mà ví dụ 100 người đến cái trang thanh toán thì sẽ vẫn có một tỷ lệ là họ không thanh toán, họ đi ra.
Nhưng ít nhất là bởi vì họ đã điền cái form trước đấy rồi, nhưng họ không muốn mút mua, chúng ta biết họ là ai. Thì câu chuyện lúc này là gì? Gửi một cái mail tự động. Nội dung là gì? Như là chào chị Hằng, chị vừa có một cái đơn hàng ở trên website Hero Baby chưa thanh toán, vậy chị hãy thanh toán đi. Các chị mua trên hàng trên Lazada, các chị thấy cái câu chuyện này xảy ra. Các chị cứ thử vào Lazada đặt hàng, điền hết tất cả thông tin, thậm chí cả địa chỉ ship hàng, nhưng riêng bước thanh toán các chị không làm, thì thể nào trong vòng vài tiếng các chị sẽ nhận được một cái mail từ Lazada, hoặc là hôm sau chị anh chị sẽ nhận được một cái mail nói rằng là có một cái đơn hàng chưa được thanh toán, và để họ nhắc các chị quay lại thanh toán nốt đi. Thì bằng cái việc là có được sự định danh đó, nó mới giúp chúng ta kéo khách hàng quay trở lại. Các chị đúng không? Kéo khách hàng quay lại từ email là kéo khách hàng quay lại mua hàng. Định danh lần 3 đấy là để tạo ra khách hàng rồi. Còn định danh mua lặp lại thì nó rất dễ rồi. Hệ thống nào về bán hàng cũng có cái này, đó là CRM. Chỗ này thì nó là CRM rồi đúng không? Cái khách hàng đã chui vào trong hệ thống dữ liệu khách hàng rồi. Bây giờ họ mua lại thì nó thành hai dịch vụ trên cùng khách hàng thôi. Họ mua thêm 3 cái thì nó lưu trữ là cái khách hàng đấy đã mua 3 lần. Thế thì về mặt cơ bản là gì? Là các hệ thống CRM rồi họ đều làm cái bước cuối cùng này rồi. Là kiểm soát được là có cái khách hàng đấy đã mua hàng bao nhiêu lần, doanh thu trên tổng cái số tiền họ đã chi cho công ty mình là bao nhiêu tiền, họ có CRM đều phải làm những việc này. Nhưng nhiều khi họ quên mất cái bước này, là cái bước tăng tỷ lệ chuyển đổi. Họ quên cái bước này để có thể làm marketing tốt hơn, đúng không? CRM nếu mà chỉ dùng thì lại không có tác dụng. Đấy lý do vì sao ở Việt Nam triển khai CRM rất vất vả. Bởi vì sao? Không có dữ liệu đầu vào đủ lớn. Mình có phần mềm CRM tốt nhưng không có dữ liệu đầu vào thì nó có tác dụng gì không? Không dùng được luôn. Bởi vì ai là người lập dữ liệu? Làm thủ công nào thì nó không có tác dụng sử dụng nào. Mà nó phải do hệ thống từ trên nó ngọc xuống nó đặt. Tức là ngay từ cái việc là họ gặp chúng ta lần một, đến thăm nhà chúng ta một lần, là chúng ta phải định danh dần dần rồi. Tóm dần xuống. Thì bốn cái bước này các chị setup trên hệ thống máy của blog là sẽ giải quyết được ba bước trên. Riêng bước CRM thì hiện nay nó chưa thực sự là mạnh. Đấy, cũng phải nói luôn là riêng CRM bên dưới nó chưa thực sự mạnh. Nó chỉ có thể kiểm soát đến mức độ là khách hàng đã mua hàng bao nhiêu lần và nó ở trong một cái danh sách thôi, chứ nó chưa tối ưu được đến kiểu như cái mà em muốn, ví dụ như là dự báo được là cái khách hàng đó tỷ lệ quay lại bao nhiêu các thứ, thì chưa đến được thực sự như vậy so với hệ thống nước ngoài. Nó chỉ là CRM cơ bản thôi, đó là quản lý được khách hàng, quản lý được số hàng hóa đã mua, quản lý được lịch sử mua hàng, nhưng nó chưa làm những bước nó thông minh hơn. Thì nhưng ba cái bước trên thì rất tốt rồi. Đó, thì khi các chị setup thì các chị sẽ thấy là hệ thống nó lắp ghép vào sẽ rất là hoàn chỉnh. Đó là 5 bước mà các chị thấy rằng là quá trình em làm 5 bước này nó cứ diễn ra lặp đi lặp lại so với những công việc mà em làm thôi. Nó không có bước gì ngoài 5 bước này. Bây giờ thì em đang muốn hướng đến một cái bước thứ 6. Đó là sau khi xây dựng xong thì bán nguyên cái hệ thống đấy. Thì đang muốn triển khai cái đấy ở thị trường nước ngoài. Bằng cách là gì ạ? Em tạo ra những trang web bán hàng, sau đó cho nó chạy được, ổn định, và bê nguyên cái website đấy đi bán. Tức là bán nguyên cả cái hệ thống này. Thì cứ xây ra một website, đang lúc nãy các chị có nhìn thấy là bọn em đang làm mấy trang đấy.